Xin chào mọi người nhé. Đây là cái hệ thống cấp nước nguyên bản của cái máy giặt. Thì lỗ cấp nước thì nó rất là nhỏ. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho mọi người cách thiết kế một cái hệ thống cấp nước cực mạnh cho máy giặt. Đầu tiên là ta chuẩn bị một cái răng trong 27, một cái nối 27-21, một đoạn 27 để ta kết nối, kết nối vào đây, và một đoạn 21 nữa mọi người nhé, một đoạn đống 21 nữa đây để ta kết nối nhé, và một đoạn ống này nữa, ống mềm 20-21. Bây giờ ta tiến hành đấu nối nhá. Ta vừa kèo đây. Vừa kèo đoạn này. Rồi, ta kết nối 27 nhá. Tiếp tục. Ta sẽ nối vào cái đoạn mà 27-21. Hạ 27-21 nhé. Ta có một đoạn như này. Tiếp đến ta kết nối vào cái đoạn 21. Đây, ta có một đoạn như này. Đầu này ta kết nối vào máy giặt. Này, răng 27 nhé, hạ xuống còn 21 để ta kết nối vào cái hệ thống ống mềm nhé mọi người nhé. Đây, ta kết nối với đoạn ống mềm này nhé. Bây giờ mình sẽ tiến hành đấu nối. Đây, đoạn ống mềm đây nhé. Đấu nối với đoạn ống mềm này. Rồi, đấu nối đoạn ống mềm nhé. Đấy, mọi người nhé. Đây, sau đấu nối sẽ thế này. Đầu này ta sẽ kết nối vào cái máy giặt nhé. Còn đầu này kết nối vào cái đường ống nước nhà mình. Đầu này kết nối đường ống mình. Thì khi mình lắp vào cái đường ống nó rất là lớn. Nước cấp nó sẽ rất là mạnh vào máy giặt. Đây cái đường ống nguyên bản nó đây. Nếu mà một cái hệ thống nước bình thường ấy, cái này nó chỉ bằng một cái đầu đũa thôi. Cái nước mà hệ thống nước nó mạnh thì nó không sao, nhưng mà hệ thống mà nhà mình mà nước yếu ấy thì nó cấp vào đây rất là yếu. Đâm ra cái máy giặt của ta nó sẽ giặt rất là thời gian rất là lâu. Còn đây là cái hệ thống của mình. Nó rất là lớn gấp 4 lần. Thì cái hệ thống nước của mình nó ra nó sẽ nhiều hơn là cái hệ thống nguyên bản của nó. Bây giờ tiến hành đấu nối nhé. Ta quấn một cái lớp băng tam vào đây. Cho nước nó không bị xì ra mọi người nhé. Này, ta đấu nối vào. Rồi, vừa tới tầm đấy nhá. Ok cho mọi người. Còn đầu này ta kết nối với hệ thống nước sinh hoạt của nhà. Thường thường là kết nối vào mấy cái vòi mà như cái này hệ thống của mình là kết nối vào cái vòi vòi đồng á. Mọi người nhé. Đây. Đây, đầu còn lại mình sẽ đấu vào hệ thống nước nhé. Này để bao mạnh luôn. À, đẹp chưa? Siết ốc lại nhé.
Rồi. Ok. Cho mọi người xem lại nhé. Đây, đấu hệ thống nước đây. Một cái ống 20-21 nhựa mềm. Đây, tôi đấu vào máy đây. Cũng dễ hiểu lắm mọi người. Làm sơ sơ là mọi người có thể làm được. Giới thiệu lại nhé. Cái này là răng ngoài 27, một đoạn 27, một đoạn hạ 27-21, một đoạn 21 để kết nối với ống mềm. À, ok. Tôi có cái hệ thống này là bao mạnh cho mọi người luôn. Mọi người có thể là làm theo. Và mọi xin người chào, có hẹn gặp lại. Những cái sáng kiến nào mà hay hơn thì mọi người cứ đóng góp ý kiến cho mình nhé.